rồi cá đòn chơi đi xa 2 đồng tặng 200 đồng à, thấy không, muốn lên hát cũng phải tặng tiền. Tại đây trong đây có nhiều hội đâu có lên đây được, tại vì đâu có tặng tiền đâu mà được lên. Ông bà cố cho Bảo 100 đồng, wow, ông bà cố cho Duy 100 đồng, xin cảm ơn hai bà cố. Tụi con nói chơi cho vui thôi, Tết nói vậy thôi chứ. Đến đây đi, không đưa tiền cũng đưa nữa. Thật ra, hùng với ông bên kia thôi. Đây là hai em Lily và Bebo của ca đoàn Seraphine. Bữa nay tôi giờ cũng ăn kẹo hơi nhiều. Hai bờ dưới nhạc vô luôn đúng không? Qua sân đấu trong cơm và Lý Ngữ Hôn, xin một tràng pháo tay cho hai em Lily và Bebo. Cái hồi nãy mà mình có người ủng hộ 50 đồng là của anh chị Kiệt đó.